hướng dẫn bảo quản chất lượng nhiên liệu ZA1 trước khi tiếp nhận tại kho sân bay. Mục đích, hướng dẫn nhân viên bảo quản thực hiện kiểm tra chất lượng nhiên liệu ZA1 trước khi tiếp nhận từ xe Skytech tại kho sân bay. Phạm vi áp dụng, nhân viên bảo quản xăng dầu, đội kho Tân Sơn Nhất và chi nhánh địa phương trực thuộc chi nhánh khu vực miền Nam. Tiêu chuẩn áp dụng JIG2 phiên bản 12, chương 6, kiểm tra hàng ngày. QT04/NLHK, quy trình kiểm soát chất lượng nhiên liệu ZA1. QT10/NLHK, quy trình kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị kho nhiên liệu hàng không. HD72/CNMN, hướng dẫn bảo quản tiếp nhận nhiên liệu ZA1 tại kho sân bay. Các bước thực hiện bao gồm: Bước 1, chuẩn bị công cụ, dụng cụ. Bước 2, kiểm tra chất lượng nhiên liệu lọc nhập và bồn nhập. Bước 3, kiểm tra nhiên liệu bằng phương pháp đối chứng với bồn nhập. Bước 4, thu hồi nhiên liệu về bồn. Bước 5, vệ sinh dụng cụ, thu gom vật tư chất thải nhiễm dầu, thực hiện cập nhật các biểu mẫu và lưu hồ sơ. Bước 1, chuẩn bị công cụ, dụng cụ. Xô inox loại 7 lít có kẹp mát. Thiết bị điện tử cầm tay, đo nhiệt độ, tỉ trọng, thùng hóa nghiệm bao gồm tỉ trọng kế, nhiệt kế, xi lanh, ống đông, bình lắc mẫu 2 lít, viên seal thử nước và khăn sạch màu trắng, loại không có lông. Bước 2, kiểm tra chất lượng nhiên liệu lọc nhập và bồn nhập. Lọc nhập, kiểm tra chất lượng nhiên liệu tại các vị trí xả trước lọc, đáy lọc và sau lọc bằng phương pháp ngoại quan. Ghi nhận kết quả vào BM10/7A/NLHK. Đây là hình ảnh ngoại quan đạt chất lượng, trong và sáng. Đây là hình ảnh nhiên liệu xả ra có chất nhầy, biểu hiện vi sinh không đạt, nhân viên báo cáo cán bộ. Tiếp theo, lắc mẫu lọc nhập. Lâu khô bình lấy mẫu bằng khăn sạch màu trắng, loại không có lông. Hình ảnh kiểm tra ngoại quan mẫu đạt chất lượng trong và sáng. Nếu nhiên liệu có nước và màu bất thường, nhân viên báo cáo cán bộ. Bước tiếp theo, bồn nhập. Đầu tiên, mở van xả cặn tại chân bồn nhập. Lúc này van thu hồi nhiên liệu vào bồn đã đóng. Tiếp theo, kiểm tra bầu xả cặn nước và mở hệ thống van dẫn vào bầu xả, bao gồm van đóng mở nhanh và van tự đóng. Cảnh báo, dòng chảy nhiên liệu không được ngắt quãng. Bước 3, kiểm tra nhiên liệu bằng phương pháp đối chứng với bồn nhập. Kiểm tra ngoại quan nhiên liệu trong bầu xả, đạt chất lượng. Ghi nhận kết quả vào BM10/03B/NLHK. Đây là hình ảnh kiểm tra ngoại quan chất lượng, nhiên liệu đạt kết quả, trong và sáng. Nếu kết quả kiểm tra ngoại quan không đạt, quay lại bước 2, bồn nhập. Đây là hình ảnh ngoại quan xả đáy bồn không đạt. Thực hiện vệ sinh bình lấy mẫu khép kín. Sau đó, xả nhiên liệu vào bình lấy mẫu. Thực hiện kiểm tra đối chứng bằng máy đo tỉ trọng cầm tay và đọc kết quả hiển thị trên thiết bị. Ghi nhận kết quả vào BM04/01C/NLHK. Bước 4, thu hồi nhiên liệu về bồn. Đóng van xả cặn và mở van thu hồi nhiên liệu tại vị trí chân bồn. Đóng hệ thống van dẫn vào bầu xả và mở hệ thống van thu hồi qua bơm màng. Mở van khí nén vận hành bơm màng và theo dõi hoạt động của hệ thống cho đến khi nhiên liệu được hút hết vào bồn. Xả cặn nước tại rốn bầu xả.
Nhiên liệu rốn bầu xả đạt chất lượng, nhiên liệu trong và sáng. Bầu xả sạch sau khi xả. Đóng van khí nén, ngắt điện và đóng toàn bộ hệ thống van thu hồi nhiên liệu về bồn. Bước 5. Vệ sinh dụng cụ, thu gom vật tư chất thải nhiễm dầu, thực hiện cập nhật các biểu mẫu và lưu hồ sơ.